Bác Minh ơi, bác Minh, cháu Hằng đây ạ. À, bác mở cửa cho cháu đi ạ. À, bác vào đây. Hằng, vào đây uống nước. Bác khỏe không hả bác? À, bác khỏe, cảm ơn. Bác ơi, lâu con không sang chơi, con mua ít hoa quả biếu bác ạ. Ôi sao nhiều thế này, lần nào cũng quà cáp, bác ngại lắm. Thôi, bác nhận cho con, đây là tấm lòng của con mà. Thế thì bác xin. Dạ vâng ạ. Đứng đây chơi, bác còn cọ nốt cái bể, bẩn quá. Dạ. Cả nhà mình đi đâu rồi hả bác? À, cả nhà đi làm hết cháu ạ, thằng Đạt đi học. Thế ạ? Bác, lâu con không gặp bác, dạo này bác trẻ ra đấy ạ. Thế à? Vâng. Thế mà bố chúng nó toàn bảo bác là già như quả cà ấy. Bác trai lại trêu bác rồi. Chứ như bác bây giờ mà ra đường á, khối anh theo đấy ạ. Cháu thì còn có nhiều người theo. Chứ bác mà có nhiều người theo thì có mà chết toi à cháu. Bác ơi. Bác. Dạo này vợ chồng Trinh thế nào hả bác? Trinh còn hay làm phật lòng bác không ạ? Làm gì có chuyện ấy. Chúng nó có làm gì để phật lòng bác đâu. Với lại toàn chuyện trẻ con ấy. Bác mà chấp nhặt thì chẳng hóa ra bác bằng nó à? Bác dễ tính thật đấy. Thế mà thỉnh thoảng cháu vẫn thấy Trinh nói chuyện về bác. Cũng không có gì đâu, toàn chuyện mẹ chồng nàng dâu mà bác. Cái Trinh ấy thì gia đình nhà bác quý nó lắm, ngoan ngoãn, nết na, lễ phép. Dạ. Còn vợ chồng nhà nó vui vẻ, lúc nào cũng dính nhau như đôi sam ấy. Năm nay chúng nó định có con đấy cháu ạ. À, bác, năm nay anh Khang định có con ấy ạ. Sao anh ấy không nói gì với cháu nhỉ? Thế sao nó phải nói với cháu? Dạ không ạ. Ý cháu là sao Trinh chưa nói gì với cháu ạ? Mấy bà hàng xóm ấy khen vợ chồng nhà nó lắm. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà cứ như là đôi chim gì ấy, lúc nào cũng díu ra díu dít. À mà này. Dạ. Thằng Khang ấy, nó yêu vợ, chiều vợ nó lắm, nâng như nâng trứng ấy. Chúng nó yêu nhau lắm đấy cháu ạ. Mấy cái con dọn bể này, lòng quá lòng quăng, bực hết cả mình. Bác ơi, thôi cháu xin phép bác, cháu phải đi về ạ. Dạ vâng. Thế không uống nước với bác à? Dạ thôi, để khi khác ạ, cháu xin phép. À này, tiện tay đóng cái cửa cho bác. Dạ vâng ạ. Đúng là con hồ ly tinh, định phá hoại hạnh phúc gia đình của con trai bà. Đừng có hòng nhé.